Anh chị em thân mến, mặc dù giám tỉnh Canisio và cha khác hiểu tiếng Việt, nhưng tôi sẽ tóm tắt cái bài giảng này bằng tiếng Anh. I would like to resume in a few words what I speak in this homily. At first, I say that Mary, our mother, loves us, and she always takes care of us. After, I present very briefly some aspects of the three vows. Thánh Phaolô trong thơ gửi giáo hữu Corinto có viết: ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Tôi chúc mừng hai thầy Bảo và Trí. Khi tôi làm việc ở Phi Châu, có một tân linh mục mời tôi đến dự lễ, và trong giáo xứ tôi thấy có viết cái câu: ai vui vẻ dâng tự hiến mình thì được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta có một gương mẫu về đời sống dâng hiến trọn vẹn cho Chúa, đó là mẹ chúng ta. Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta quan mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Mẹ lên trời mang lại cho chúng ta niềm hy vọng cậy trông và đầy an ủi. Vì mẹ đi đâu thì chúng ta cũng đi đó. Dù chúng ta có ý thức hay không, lúc nào mẹ cũng có mặt bên cạnh chúng ta. Mẹ chăm sóc chúng ta khi chúng ta yếu đuối, mẹ dắt dìu khi chúng ta lạc lối, mẹ che chở khi chúng ta gặp nạn, mẹ nâng đỡ khi chúng ta vấp ngã, mẹ an ủi khi chúng ta thất vọng, ngay cả khi chúng ta quay mặt làm ngơ, mẹ vẫn tiếp tục đi theo bên cạnh để bên đỡ yêu thương. Sau đây tôi kính mời quý cha, ông bà, anh chị em cùng tôi suy nghĩ vắn tắt về ba lời thánh. Sống đời dâng hiến là một cách bước theo Đức Kitô giáp đặt giá trong linh đạo của vị sáng lập để phục vụ giáo hội và xã hội cách hiệu quả nhất. Sống khó nghèo có nghĩa là tận tâm với nghề nghiệp, sử dụng tài sản có trách nhiệm, biết để ý tới nhu cầu của người nghèo. Nhìn chung, ở giai đoạn phát triển này của đầu tu, chúng ta nhận thấy có hai ý thức mới trong việc sống khó nghèo của tu sĩ. Thứ nhất, sống nghèo có nghĩa là đồng hóa với dân nghèo, chia sẻ cảnh bấp bênh thiếu thốn của họ. Thứ hai, sống nghèo có nghĩa là dấn thân bên vực người nghèo, cộng tác vào việc thăng tiến và giải phóng họ khỏi cảnh nghèo. Cha Giuse Nguyễn Hồng Quân, cha giáo đại tử viện Thánh Giuse có nói: sống nghèo cũng có nghĩa là chúng ta chấp nhận sự bất an khi không được đối đãi tốt. Thánh Giuse thường được nhắc đến với tên hiệu rất thánh khiết tâm trong kinh cầu. Rất thánh khiết tâm Thánh Giuse mà chúng ta thường đọc. Đức Giáo hoàng Francisco giải thích rằng tước hiệu này không đơn thuần là dấu chỉ của tình yêu thương,
nhưng nó còn cho thấy một tâm hồn không chiếm hữu. Thánh Giô-se đã biết sống như thế nào là một tình yêu không chiếm hữu. Ngài không bao giờ cho mình là trung tâm, Ngài không nghĩ cho mình, nhưng thay vào đó là Ngài chăm sóc cho đời sống của Đức Giê-xu và Maria. Trái tim người tu sĩ không chia sẻ với ai ngoại trừ cho Thiên Chúa. Tuyệt vời biết bao khi trái tim người tu sĩ chỉ dành trọn cho Thiên Chúa, nhưng qua đó họ cũng liên kết với mọi người cách sâu xa hơn trong Chúa Kitô. Khi khấn khiết tịnh, người tu sĩ có Thiên Chúa, có nhà dòng, có cộng đoàn và có những phương thế để giúp họ vượt qua những khó khăn. Vấn đề là người tu sĩ có để cho những điều ấy trợ giúp mình hay không mà thôi. Thánh Thomas Aquino chia sẻ rằng, trong ba lời khấn tu trì, lời khấn dân phục là nhân đức lớn nhất. Để hiểu được điều này, ta thấy dân phục là từ bỏ ý riêng mình để vì Chúa mà dân phục một con người trong lĩnh vực đức trọn lành. Qua những gì mà lời truyền giải đòi hỏi để trở nên giống Chúa Kitô, vốn dân phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Có khi người tu sĩ lại gặp khó khăn để dân phục bề trên vì phải bỏ ý riêng của mình. Khi đó họ được mời đối thoại và cầu nguyện để nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Hơn hết, sứ mạng là quan trọng để họ dân phục thi hành. Giờ đây chúng ta tiếp tục với